Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thì chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta tiếp tục sửa các câu vận dụng từ câu 41 đến câu 45. Bây giờ chúng ta vào sửa các câu vận dụng như sau. Câu 41 có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để hàm số y bằng trừ x mũ 4 cộng 6x bình phương cộng mx có 3 điểm cực trị. Muốn tìm các điểm cực trị thì chắc chắn các em phải tìm đạo hàm, đúng không? Tuy nhiên khi tìm đạo hàm xong rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn các phương pháp. Một là phương pháp đồ thị để chúng ta tìm, hai là cái phương pháp đại số để chúng ta giải. Đầu tiên thầy sẽ lấy y phẩy bằng trừ 4x mũ 3 cộng 12x cộng m. Bây giờ chúng ta lập luận y phẩy bằng 0 thì khi và chỉ khi trừ 4x mũ 3 cộng 12x cộng với m bằng 0. Chúng ta sẽ dùng phương pháp đồ thị bởi vì m đứng tự do tương đương với, thầy chuyển về và đổi dấu thì thầy sẽ được là 4x mũ 3 trừ 12x bằng m. Bây giờ chúng ta lập luận hàm số có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi cái phương trình này có 3 nghiệm phân biệt. Mà muốn có 3 nghiệm phân biệt thì cái đồ thị y bằng 4x mũ 3 trừ 12x và cái đường thẳng y bằng m sẽ cắt nhau tại 3 điểm phân biệt. Từ đó chúng ta sẽ tìm cái giá trị nguyên m này các em này. Như vậy chúng ta chỉ biến đổi một tí thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta giải. Đây là hình ảnh cái đồ thị của chúng ta. Nếu chúng ta vẽ đồ thị thì chúng ta vẽ nhanh, đúng không nào? Và cái đường thẳng này này nó cắt cái đồ thị tại bao nhiêu điểm với bao nhiêu giá trị m nguyên này thì các em có thể chọn. Nhưng tuy nhiên làm bằng cái phương pháp đồ thị này thì nó dài dòng, cho nên thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng trên máy tính như sau. Khi sử dụng máy tính thì các em sẽ nhập cái hàm số bậc 3. Cái hàm số bậc 3 này nó có cái đặc biệt là cái phương trình bậc 3 trong cái chương trình giải phương trình ấy, thì cái phương trình bậc 3 bao giờ cũng có chứa những cái giá trị cực đại và cực tiểu đã lập trình sẵn rồi. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng chế độ menu 9 để chúng ta giải. Thầy sẽ sử dụng chế độ menu 9. Phương trình là 2, em nhập 3. Bây giờ chúng ta nhập hệ số của cái phương trình là 4x mũ 3, chúng ta nhập 4 bằng. Hệ số bình phương là 0 bằng. Hệ số bậc nhất là trừ 12 bằng. Hệ số tự do là 0 bằng. Như vậy chúng ta nhập xong, bây giờ chúng ta nhấn bằng. Thì đây là nghiệm các em này, giáo điểm mình được khoanh, nghiệm thứ hai, nghiệm thứ ba. Bây giờ chúng ta qua điểm cực đại và cực tiểu. Chúng ta nhân tiếp các em thấy cực đại là 8, y cực đại là 8 các em. Y cực tiểu là âm 8, như vậy là bỏ hai điểm cực đại và cực tiểu. Thì cái đường thẳng y bằng m nó nằm trong cái khoảng từ trừ 8 đến 8 thì m sẽ nhận giá trị từ trừ 7 đến 7 thôi. Từ trừ 7 đến 7 ấy, là có 15 số nguyên, đúng không em? Thì m nhận những cái số nguyên như thế. Như vậy chúng ta chọn là đáp án B là 15. Như vậy là chúng ta hoàn thành, chọn B. Các em có thể tính nhẩm cũng được nhé, tính nhẩm cái chỗ đo hàm này. Còn thầy viết như thế này để thầy mô tả các em hiểu cái bản chất của cái bài này thôi. Bây giờ chúng ta sang câu 42. Xét các số phức Z thỏa mãn mô đun của Z bình phương trừ 3 trừ 4y sẽ bằng 2 mô đun của Z. Gọi M lớn M nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mô đun số phức Z.
giá trị m lớn bình trừ cộng m nhỏ bình sẽ bằng những cái giá trị nào sau đây. Thì bài này thì thầy sẽ hướng dẫn các em như sau. Trước hết các em sẽ để ý điều này này. Thầy vẽ một cái tam giác như trên hình vẽ. Thì đây là thầy biểu diễn cái số phức z bình phương. Điểm này là thầy biểu diễn số phức là 3 cộng với 4y. Thì cái mô đun của z bình phương trừ cho cái số phức này là trừ cho 3 cộng với 4y, chính là độ dài cái này các em này. Còn khoảng cách từ ô mà đến z bình phương là chính là độ dài của cái mô đun z bình phương. Các em lưu ý rằng là mô đun của z bình phương thì cũng bằng mô đun bình phương của z. Và cái độ dài cạnh này chính là mô đun của 3 cộng 1y mà như các em đã biết. Thế thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái bất đẳng thức tam giác để chúng ta giải. Áp dụng bất đẳng thức tam giác thì chúng ta viết lại. Thì viết bề phải thành bề trái và bề trái thành bề phải. Bây giờ thầy phân tích một tí. Thầy viết lại là mô đun của z bình trừ cho 3 cộng 1y để thầy sử dụng cái tính chất này các em này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cạnh đúng không? Đây là một cạnh của tam giác sẽ lớn hơn hiệu hai cạnh kia đúng không? Nhưng mà bởi vì áp dụng bất đẳng thức tam giác thì chúng ta thêm dấu bằng vào đây. Khi dấu bằng nó xảy ra thì ba cái điểm này nó thẳng hàng các em. Ô, điểm z bình phương và điểm biểu diễn là 3 cộng với 4y nó thẳng hàng đấy. Bây giờ chúng ta tính ở trong cái trị tuyệt đối, đây là trị tuyệt đối của em nhé, độ dài của hai cạnh tam giác, tức là một cạnh của tam giác thì bao giờ cũng lớn hơn hiệu của hai cạnh tam giác, nhưng mà đây là bất đẳng thức cho nên chúng ta cho dấu bằng vào lớn hoặc bằng. Thầy không nói cái dấu bằng nó xảy ra nhé, bởi vì khi đó ba điểm nó thẳng hàng. Thì bây giờ thầy viết lại nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của mô đun z bình phương mà trừ cho mô đun của số phức 3 cộng 1y là bằng căn bậc 2 của 3 bình cộng với 4 bình. Chúng ta viết lại thêm một lần nữa là bằng trị tuyệt đối của bình phương mô đun z trừ cho 5. Khi đó chúng ta sẽ có cái bất đẳng thức đó là hai mô đun z lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của bình phương mô đun z trừ cho 5. Bây giờ chúng ta bình phương lên. Chúng ta bình phương lên. Thì bên này về trái chúng ta được là 2 bình phương của mô đun z sẽ lớn hơn bằng mô đun z mũ 4 trừ cho 2 lần tích là 10 nhân với mô đun z bình phương cộng với 25. Và các em thấy chúng ta sẽ chuyển về bất phương trình, đó là mô đun z mũ 4 trừ cho, chúng ta chuyển về trái sang về phải và chúng ta đảo về một tí, trừ cho 14 mô đun z bình phương cộng 25 bảy bằng 0. Đến đây thì chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta giải các em, chúng ta chỉ viết đến đó thôi. Bây giờ sử dụng máy tính thì giải như thế nào? Ở đây là chúng ta sẽ nhập trên máy tính là với ẩn là mô đun z bình phương, tức là chúng ta tìm được m lớn bình phương này và m nhỏ bình phương của cái hàm chỉ là t bình phương trừ 14t cộng 25 bé bằng 0. Thì bây giờ dùng máy tính thì làm như thế nào? Thì thầy sẽ hướng dẫn các em ngay chỗ đây. Các em sẽ sử dụng chế độ menu 8. Chế độ menu 8 là chế độ hay lắm. Các em nhập là x bình phương, bởi vì chúng ta có 4x thôi, chúng ta nhập là x bình phương trừ cho 14x cộng với 25. Bây giờ chúng ta nhân bằng. Ở đây là chúng ta bắt đầu ở từ đâu? Bây giờ vấn đề là bắt đầu từ đâu. Các em để ý cho thầy là vì z bình phương á, mô đun z bình phương là mang giá trị dương đúng không? Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu
tính từ số 0. Để em có thể chọn đến số 10 cũng được, 15 cũng được, tùy chúng ta chọn để chúng ta tìm hiểu cái lời giải này từ từ. Bây giờ thầy nhập cho các em là 15 luôn nhé. Bạn kết thúc chúng ta chọn 15. Bây giờ chúng ta nhấn số bước thì chúng ta lấy 15 chia cho 44. Em được số bước là 0,3. Như vậy là một đơn vị này chia thành gần 3 khoảng này em. Thế thì khi đó chúng ta sẽ nhấn băng tiếp. Các thì bảng thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ dò trong bảng này này. F âm thì chúng ta chọn x ở bên này các em. Chọn x bên này tức là x bình phương. Chúng ta nhấn xuống. Chúng ta sẽ tìm giá trị F âm và tìm cái x này lớn nhất và nhỏ nhất nhé các em. Chính là mô đun dẹt các em. Âm chưa được. Bắt đầu âm này. F âm này các em này. F âm ở cột thứ hai các em nhé. Còn giá trị M lớn và M nhỏ bình phương là ở cái dòng x này. Thì bây giờ các em phải chọn nhỏ nhất và lớn nhất đúng không? Bây giờ tạm thời âm này thì chúng ta có là 2,3. Thôi chúng ta lấy 2,4 nhá. Các em nhớ một tí, không các em ghi vào nháp á. 2,4 là nhỏ nhất cho các em. F âm như các em. Chúng ta đang còn chạy F âm nha. Phải F dương các em này. F âm phía trên này các em này. Giá trị lớn nhất là 11,59. Thì các em lấy khi này là có 2,4 mà còn với 11,59 là thành mười mấy các em. 11,59 mà còn với 2,4 thì các em được xấp xỉ 14 đúng không? Chấp chỉ 14 thì các em thấy là số 14 có đây, chúng ta chọn ngay. Như vậy chúng ta chọn ngay đáp án là 14. Như vậy là chúng ta bỏ qua rất nhiều bước ở chỗ này. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo, câu 43. Cho khối lăng trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Có đáy ABC là tam giác vuông gần tại B. AB bằng A, biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng A phẩy BC bằng căn 2 của 6/3a, thể tích lăng trụ đã cho bằng. Thì bây giờ chúng ta vẽ hình lăng trụ. Hình lăng trụ này là lăng trụ đứng, tức là mặt bên là hình chữ nhật, có đáy là tam giác ABC vuông cân kém nha, vuông cân tại B. Diện tích đáy chúng ta có rồi. Bây giờ chúng ta xác định khoảng cách từ A đến mặt phẳng A phẩy BC. Thì vẽ mặt phẳng A phẩy BC. Bây giờ các em muốn xác định khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng A phẩy BC là các em phải dừng đường vuông góc vẽ từ A đến mặt phẳng A phẩy BC. Thì bây giờ các em phải để ý một tí. Cái bài này xác định đường vuông góc bằng cách nào? Các em thấy BC này vuông góc với BB phẩy này. BC này vuông góc với BA. Cho nên BC này nó vuông góc về mặt bên là A phẩy B phẩy BA đúng không? Cho nên cái mặt phẳng là A phẩy BC này nó vuông góc với cái mặt phẳng A phẩy B phẩy BA và cắt nhau theo sau tuyến này các em này. Thế thì chúng ta nhớ là hai mặt phẳng mà vuông góc với nhau thì từ một điểm nằm trên mặt phẳng này chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc với giao tuyến sẽ vuông góc với mặt phẳng kia thôi. Cho nên từ A chúng ta chỉ cần vẽ AD vuông góc với A phẩy B thì đây chính là cái khoảng cách. Khoảng cách từ đâu? Từ A mà đến mặt phẳng A phẩy BC. Bây giờ thầy xoay hình như các em quan sát một tí. Đây cái khoảng cách cho các em.
Thôi chúng ta dừng ở đây để chúng ta giảng. Thì bây giờ vừa rồi thầy có nói với các em, bây giờ thầy nhắc lại các em một số kiến thức cơ bản để đi xác định khoảng cách này một tí thôi. Còn nếu chúng ta xác định như vậy là xong rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ có tính đến máy tính nữa thôi. Tuy nhiên thầy sẽ nói lại với các em để các em hiểu một tí. Bây giờ trước hết chúng ta xác định khoảng cách từ điểm A mà đến mặt phẳng A'BC. Thì chúng ta lập luận như sau. Ta có BC vuông góc với AB. Thầy có đánh dấu trên đó nào. BC vuông góc với BB phẩy. Cho nên từ đây chúng ta sẽ suy ra là BC sẽ vuông góc với mặt phẳng AB, B phẩy A phẩy. Vậy thì cái mặt phẳng mà chứa BC chính là mặt phẳng A phẩy BC, nó sẽ vuông góc với mặt B AB, B phẩy A phẩy, và giao tuyến của chúng là A phẩy B. Cho nên từ A chúng ta kẻ AD vuông góc với A phẩy B, thì cái khoảng cách từ điểm A mà đến mặt phẳng A phẩy BC chính là bằng AD và bằng căn bậc 2 của 6/3 A. Bây giờ chúng ta tính A phẩy, thì các em nhớ rằng là hệ thức đường trung tâm trục vuông có đường cao. Đoạn này biết này, đoạn này biết, thì chúng ta áp dụng tính chất là gì các em? Chúng ta nhớ lại nào. 1 trên AD bình phương sẽ bằng 1 trên A phẩy bình phương cộng với 1 trên AB bình phương. Trong đó đổi ra hai cạnh như biết rồi, thì chúng ta sẽ biến đổi để tìm chiều cao A phẩy các em. Chúng ta phải biến đổi là 1 trên A phẩy bình phương sẽ bằng 1 trên AD bình phương mà trừ cho 1 trên A bình phương. Bây giờ các em quy đồng lên, rồi các em lấy khách khách căn luôn tìm A phẩy, thì chúng ta được A phẩy sẽ bằng là tích của AB bình nhân AB bình AD bình trên hiệu của AB bình trừ AD bình nhé các em. Thì từ đây chúng ta bắt đầu nhập trên máy tính được rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhập trên máy tính, thì chúng ta cho A bằng 1. Bây giờ thầy sẽ nhập trên máy tính. Thầy cho máy tính đi qua bên này, thì chúng ta có cái vị trí để chúng ta coi, đúng không? Bây giờ các em quan sát trên hình tí nha. Quan sát thầy sẽ bấm máy tính. Chúng ta trở về chế độ menu 1. Thể tích của hình lăng trụ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, đúng không? Thì các em sẽ nhập 1, 2 gì cả, em muốn nhập cả. Để lỡ có sai không chọn được đáp án thì chúng ta biết cái sai của mình. Đầu tiên là thầy nhập diện tích đáy này. Diện tích đáy là 1/2 này. 1 chia cho 2 này. Tam giác này là tam giác vuông, cạnh bằng 1/1 thì các em nhé. Nhân với tiếp này, 1 này. Nhân tiếp này, 1 này, là diện tích đáy này. Bây giờ nhân với chiều cao này. Chiều cao là căn bậc 2 này của cái thước này. Chúng ta nhập thước AB, AB bằng 1 là 1 bình nữa các em. Chúng ta vẫn nhập 1 bình. Nhân tiếp AD, AD là bằng, chúng ta mở ngoặc đi, chúng ta biết cho dễ. AD là bằng căn bậc 2 của 6/3. Căn bậc 2 của 6 chia cho 3. Em đóng ngoặc lại. Em bình phương lên nha. Bình phương lên. Chúng ta nhập xong rồi nè. Bây giờ chúng ta xuống mẫu để lấy AB bình. AB chúng ta nhập đây rồi. Thì bây giờ chúng ta viết 1 thôi. 1. 1 bình nữa các em. Nhớ là bình phương là thầy thôi. Thầy viết đây rồi thì thầy viết xuống đây là chúng ta không nhầm, không thì chúng ta viết bình phương lên, sợ nó nhầm. Trừ tiếp cho cái AD bình, chúng ta nhập trong cái trên này các em, mở ngoặc nó ngoặc bình phương trước đi, quên, chúng ta cho vào, nhập trong ngoặc đơn, căn bậc 2 của 6, trừ cho, chia chứ, thì nhập nhầm, chia cho 3, các em nhân bằng, các em thấy căn bậc 2 của 2 là hệ số của công thức đúng không? Căn bậc 2 của 2 còn nằm ở đâu? Này. Hệ số đấy các em, hệ số B đấy. Hệ số của A lấp ở B đấy. Như vậy là chúng ta cho đáp án là đáp án B, chúng ta kết thúc. B
Bây giờ chúng ta sang bài 44. Cho hàm số fx có đạo hàm liên tục trên r và thỏa mãn fx cộng với x nhân f phẩy sẽ bằng 4x mũ 3 cộng với 4x cộng với 2 với mọi x thuộc r. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y bằng fx và y bằng f phẩy x bằng. Như vậy là muốn tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường này thì trước hết các em phải tìm cho được fx. Tìm được fx thì các em sẽ tìm được f phẩy x, và sau đó các em đi tính cái diện tích của hai cái đường này, đúng không nào? Diện tích của hai đường này cách nhau. Thì bây giờ trước hết thì các em phải nhận xét cho thầy một điều. Cái điều này là các em phải biết nhận xét. Thông thường những cái bài này thường là nhận xét là đạo hàm của tích hoặc của thương thôi. Bây giờ các em nhận xét này. Nếu thầy lấy x nhân với fx lấy đạo hàm thì bằng đạo hàm của x bằng 1 nhân với fx xuất hiện này các em. Cộng với x nhân với fx xuất hiện này các em. Những kết quả này người ta đã cho bằng bao nhiêu? Cho bằng 4x mũ 3 cộng 4x cộng 2. Thì vậy thì đạo hàm của x nhân với fx mà bằng 4x mũ 3 cộng với 4x cộng 2. Từ từ đây chúng ta sẽ suy ra là x nhân fx là bằng nguyên hàm của cái biểu thức này, đúng không nào? Nguyên hàm. Bây giờ chúng ta viết ra thôi. X nhân fx nguyên hàm của 4x mũ 3 là 4x mũ 4 trên 4, đúng không? Bỏ 4 ta được x mũ 4. Nguyên hàm của 4x là 4x bình phương trên 2. Chúng ta được 2 bình phương. Nguyên hàm của 2 là 2x. Như vậy từ đây chúng ta suy ra là fx sẽ bằng biểu thức về phải chia cho x. Biểu thức về phải chia cho x. Chúng ta chia từng số hàng của tử cho mẫu. Từng hàng tử của tử chia mẫu. Thì chúng ta được là x mũ 3 cộng 2x cộng 12. Đây là fx. Thì từ đây chúng ta suy ra f với x thôi. F với x thì bằng đạo hàm của x mũ 3 là 3 bình phương. Đạo hàm của 2x là 2. Đạo hàm của 2 thì bằng 0. Bây giờ chúng ta phải lập phương trình hoành đồ dấu điểm để chúng ta đi tìm cần tích phân, đúng không em? Tìm cần tích phân là chúng ta giải cái phương trình fx bằng f với x. Chúng ta chuyển về. Bây giờ giải phương trình này thì chúng ta dùng máy tính, đúng không nào, để chúng ta tìm cần, đúng không nào? Thì máy tính ra thì tìm cần tích phân. Trở về chế độ menu chính này các em. Hai nhỏ. Phương trình bậc 3. Hệ số 1 bằng trừ 3 bằng 2 bằng 0 bằng. Chúng ta nhận cần này, bằng tiếp này. Nghiệm bằng 2 các em này. Nghiệm bằng 1 này. Nghiệm bằng 0. Như vậy là cần đầu tiên là 0 và cần cuối cùng là 2, đúng không em? À, như vậy chúng ta chọn 0,2. Đây chính là cái phương trình hoành đồ cho điểm, chính là fx mà trừ f với x ở đây. Nhưng mà khi chúng ta tính tích phân là chúng ta nhớ lấy trị tuyệt đối. À, như vậy là cần chúng ta nhớ 0,2 nữa. Còn cái diện tích chúng ta phải lấy trị tuyệt đối của biểu thức này vì theo định nghĩa tích phân. Theo định nghĩa tính diện tích. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dùng máy tính. Chúng ta trở về chế độ mới đúng không? Chúng ta sẽ nhập tích phân. À, trong biểu thức này chúng ta nhập là trị tuyệt đối các em nhé. ABS này. Shift ABS. À, chúng ta nhập fx trừ f với x là chính không? Các em lấy trị tuyệt đối là nhầm đấy các em nhé. Chúng ta nhập x mũ 3. X mũ 3 thì nhập kiểu gì cũng được. Thì nhập kiểu này. Alpha đây. Nhưng mà trừ 3 bình phương. Cộng với 2x. À, như vậy chúng ta qua cần này. À, cần trên là 2 đúng không? Cần dưới là 0. Chúng ta nhân bằng thôi. Ra 1/2 đấy các em này. Chúng ta chọn đáp án C. Dùng máy tính.
vậy là chúng ta chọn đáp án C, chúng ta kết thúc. Khá đơn giản đó các em. Nếu các em không sử dụng máy tính là rắc rối đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu 45. Trên tập hợp số phức, xét cái phương trình này nhé. Z bình phương trừ cho 2m cộng 1 z cộng m bình phương bằng 0. Với m là số thực, có bao nhiêu giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt z1 z2 thỏa. Thì bây giờ thầy sẽ nhận xét như thế này để thầy giải cho nhanh trên máy tính này. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là trước này có chữ ma là bởi vì thầy sẽ hướng dẫn các em giải tự luận. Trước hết các em thấy là z1 nhân với z2 bằng c trên a là bằng m bình phương trên 1 lớn bằng 0. Cho nên suy ra là z1 và z2 ấy, nếu chúng ta hiểu đây là số thực đi, ở đây thầy chưa tính đến ta, thì thầy đang tự tìm hiểu lấy giải mà, thì thầy dùng máy tính mà, thì suy ra hai nghiệm cùng dấu giống như số thực vậy. Mà hai nghiệm cùng dấu thì suy ra là trị tuyệt đối của hai nghiệm này sẽ bằng hai nghiệm cùng dấu là cùng dương hoặc cùng âm, thì trị tuyệt đối của tổng sẽ bằng trị tuyệt đối của tổng sẽ bằng tổng các trị tuyệt đối các em. Mà z1 cộng với z2 là bằng trừ b trên a. Như vậy thì có z1 cộng với z2 trị tuyệt đối. Đây là thầy gọi là trị tuyệt đối, bởi vì thầy nói giống như kiểu số nguyên. Thầy thay z1 cộng z2 là bằng 2 nhân với thử số cho m cộng 1 bằng 2. Từ đấy các em sẽ giải được m đúng không nào? Các em chia 2 về thì các em được m cộng 1 bằng 2. Thì từ đây chúng ta sẽ được m bằng 0 hoặc m bằng trừ 2. M bằng trừ 2 và M bằng 0. Thầy không biết loại hay nhân, thì bây giờ thầy phải thử đúng không? Thầy phải thử. Nhưng mà đây thầy giải theo tự luận cho nên là thầy chưa biết nhân hay loại. Thì bây giờ là ở đây là thầy M bằng 0 và M bằng trừ 2, thì chắc chắn những cái giá trị còn lại để đem theo ấm thì cũng là số nguyên. Cho nên thầy sử dụng máy tính thì giải cho nó nhanh. Cái ý của thầy là sử dụng máy tính là thầy xác định được là các cái giá trị m này chỉ có giá trị nguyên thôi. Thì bây giờ thầy dùng máy tính, chúng ta sẽ nhập cái gì ở trong cái bài này? Chúng ta sẽ nhập cái phương trình này các em này, phương trình bậc hai này. Chúng ta trở về chế độ menu chính, giải phương trình bậc hai. Đầu tiên chúng ta nhập x bình phương. Thầy nhầm. Hệ số là 1 bằng, thầy sẽ thay m này bằng 0, thầy được là trừ 2 x đúng không? Vậy là nhập trừ 2. M bằng 0 thì chúng ta nhập 0. 0 bằng. Bây giờ chúng ta bấm nghiệm để chúng ta nhập này. Nghiệm thứ nhất bằng 2 đúng không em? Nghiệm này bằng 0, tức là 2 cộng với 0 thì bằng 2, như vậy m bằng 0 nhân các em này. Bây giờ thì thử tiếp là m bằng mấy? Thì thử tiếp là m bằng âm 2 này. Trở về này. M bằng 2, hệ số đầu tiên là vẫn như cũ này. Và hệ số này này, âm 2 cộng 1 là âm 1, âm 1 nhân âm 2 là dương 2 này. Hai bằng này, cuối cùng là âm 2 bình phương lên là bằng 4. 4 bằng này, bằng nghiệm thứ nhất các em này. Các em nhớ nghiệm thứ nhất nha, cộng với nghiệm thứ hai này. Như vậy là các em để ý cho thầy tí là lúc nãy là dương 1 cộng với âm 1 thì tiêu đúng không? Hai cái số phức này mà lấy mô đun lên thì chắc chắn cộng lại cũng tiêu bằng 2 được rồi. Nhận lại cho các em này. Đó, nghiệm thứ nhất, mô đun của nghiệm thứ nhất này là bằng căn bậc 2 của bao nhiêu các em?
ba bình, căn ba bình phương là được ba đúng không? Ba cộng với một bình phương này là bốn, bốn là hai căn là được hai nè, mô đun cái này cũng hai nè, cái mô đun số phức liên hợp cũng hai, hai cộng hai bằng bốn như khác hai rồi, như vậy loại m bằng trừ hai này, như vậy là thầy xét m được một giá trị. Bây giờ thầy tiếp tục là thầy nhận định rằng là chắc chắn là các cái giá trị nguyên, thì bây giờ thầy thử m bằng âm một, bởi vì những cái giá trị nguyên trên này rất là ít. Bây giờ thầy trở lại m bằng âm một thì chúng ta được hệ số đầu tiên là một bằng âm một cộng một là không, ví dụ chúng ta nhập không đúng không, nhập không thì chúng ta biết không bằng, cuối cùng m bằng âm một thì chúng ta được một cộng tiếp cái một em bằng chúng ta được cái nghiệm thứ nhất là y đúng không, mô đun của y là bằng một đúng không, và trừ y, mô đun của trừ y là cũng bằng một, một cộng một bằng hai là đúng rồi. Như vậy chúng ta được cái giá trị thứ hai là giá trị m bằng bao nhiêu, bằng âm một đúng không? Như vậy có hai giá trị rồi. Bây giờ thử tiếp, thầy thử giá trị m bằng âm hai, m bằng âm hai thì như vậy thầy sẽ được là âm hai cộng với một này là âm một này, nhân với âm hai nữa là dương hai này, một bằng này, dương hai bằng này, đây là âm hai mà bình phương là bốn bằng này, bằng tiếp tại thầy số phức này mà có mô đun là bằng hai này, số phức kế tiếp cũng có mô đun bằng hai thì hai cộng hai bằng bốn nó khác với hai loài này. Bây giờ thì thử thêm một lần nữa, bởi vì có bốn giá trị mà hai được rồi, ba loài rồi, bây giờ có bốn, biết tôi có bốn giá trị thì mình tìm thêm nữa, thì nhập thêm một tí nữa. Bây giờ thầy cho m được bằng âm ba, âm ba cộng với một thì âm hai, âm hai nhân với âm hai là dương bốn, như vậy thì nhập một bằng bốn bằng âm ba bình phương lên thì bằng dương chín, dương chín bằng, như vậy là mô đun của số phức này là cộng tiếp với mô đun của số phức liên hợp thì chắc chắn là bằng là khác hai rồi. Như vậy là chúng ta loại, như vậy chúng ta có hai giá trị m cần tìm thôi. Như vậy là chúng ta nhận xét cái này để chúng ta nhập giá trị nguyên thôi. Thì bây giờ thầy hướng dẫn các em tư luận một tí. Đầu tiên chúng ta tính delta phẩy là bằng b phẩy bình phương trừ ac, và chúng ta bình phương lên thì chúng ta được 2m cộng với 1. Chúng ta xét hai trường hợp, delta phẩy âm thì chúng ta được m nhỏ hơn trừ 1 phần 2. Ta có z1, z2 là hai số phức liên hợp, vì khi đó nghiệm là của phương trình trên là nghiệm phức, cho nên khi nào cũng là hai nghiệm phức liên hợp cả. Hai số phức liên hợp thì mô đun của nó bằng nhau, mà tổng của hai mô đun trên bằng 2, cho nên mỗi mô đun nó bằng 1. Ta lại có z1 nhân z2 là tích hai số phức liên hợp này bằng m bình phương, là bằng c trên a đấy các em này. Mà tích hai số phức liên hợp thì bằng bình phương của mô đun z1 hoặc là mô đun z2, là bởi vì hai số phức này là liên hợp, cho nên chúng ta suy ra tương đương với là bình phương của mô đun z1 thì bằng m bình phương, mà mô đun của bình phương của mô đun z1 phải là z1 bình phương lấy mô đun thì nó bằng nhau, cho nên chúng ta thay rằng cái này bình phương lên bằng 1, tức tương đương với m bình phương 1, chúng ta có m bằng 1 hoặc m bằng âm 1. M bằng âm 1 thì nhân như lúc nãy chúng ta thử được em này, m bằng 1 vì loài, bởi vì là 1 thì không thể nhỏ hơn trừ 1 phần 2 được, mà âm 1 thì nhỏ hơn trừ 1 phần 2. Với delta dương thì các em làm như thầy vừa nói đấy, m lớn bằng trừ 1 phần 2 thì giải ra thì chúng ta lấy m bằng 0 thôi, vì m bằng âm 2 vì loài, thì hướng dẫn các em như vậy đó. Nhưng mà chúng ta phát hiện cái dưới để chúng ta bấm máy tính cho nó nhanh, thì dĩ nhiên là trong này là kỹ năng rất là nhiều. Như vậy là thầy sửa xong cả cái bài cho các em rồi.
thì các em về nhà cố gắng luyện tập, bởi vì như vậy, bởi vì trong những cái bài này thì nó nằm ở mức độ vận dụng, mà các em biết sử dụng máy tính thì các em làm rất là nhanh, còn nếu các em không sử dụng máy tính thì rõ ràng là mất nhiều thời gian. Như vậy là câu điểm 9 không có gì là khó phải nghe. Các em thấy thì giảng cho em thì nhiều mà bấm máy tính một tí thôi, cho nên các em về nhà cố gắng luyện tập một tí. Tiếp theo là chúng ta sẽ sửa những cái câu từ 46 đến 50, đây là những cái câu vận dụng cao. Thầy có thể phân chia như vậy để chúng ta dễ hình dung các cái bài để chúng ta lựa chọn đúng với khả năng của mình. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.